Nếu cuộc sống là một bức tranh thì hãy học cách để tô màu bức tranh ấy. Một lần tình cờ đọc được những dòng này và mình cảm thấy rất là tâm đắc. Là một họa sĩ và cũng là một giảng viên dạy màu nước, mình thường xuyên nhận được những câu hỏi, những inbox chia sẻ như là: "Em ơi, chị rất muốn vẽ được một cái gì đấy. Chị không muốn cuộc sống suốt ngày chỉ xoay quanh công việc, văn phòng, kế hoạch, deadline." Mỗi học viên đến với mình đều có những câu chuyện nho nhỏ của riêng họ, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là họ muốn được bắt đầu niềm đam mê với màu sắc. Bạn hoàn toàn xứng đáng được nung chiều bản thân một chút, để bản thân có những khoảng thời gian thư giãn, xả stress, để thỏa ý thích vẽ vời. 3 năm và hơn 30 khóa học về màu nước, cùng rất nhiều workshop, mình nhận được rất nhiều những lời yêu cầu làm một khóa dạy online để có thể tiếp cận được với nhiều người hơn. Và khóa học online của mình cứ thế ra đời, với bao sự kỳ vọng như vậy đó. Tự hứa với bản thân mình là mình sẽ giúp các bạn học vẽ để thỏa ước mơ của mình, học vẽ để trải lòng và để đơn giản là tặng người thân của mình. Bằng những kinh nghiệm là một họa sĩ sống bằng nghề vẽ, bằng đam mê với màu nước và cũng là một người dạy có kinh nghiệm, mình luôn chú trọng vào việc làm sao học online nhưng có thể hiệu quả nhất có thể. Bạn đừng lo vì không biết cầm cọ ra sao, chấm nước như thế nào, làm sao có thể pha được màu này màu kia hay là vẽ hình nọ hình kia. Mỗi một bài học sẽ là những chỉ dẫn cặn kẽ nhất, cụ thể nhất và là những kinh nghiệm sưu tầm của chính mình. Mỗi ngày 30 phút là bạn đã có thể có những bức tranh để tặng người thân, để đắm chìm trong không gian của riêng mình, bật một bản nhạc nhẹ nhàng cầm cọ lên và hòa mình vào những vệt loang của màu nước. 30 phút mỗi ngày và bạn sẽ thấy điều kỳ diệu. Mình cùng gặp lại nhau trong khóa học các bạn nhé. Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc thì đừng ngại ngần, hãy cứ thoải mái chia sẻ.